điên kia. Trời đất ơi, làm ông tay thôi mà làm gì mà tru réo dữ vậy trời. Tại em phê đó chị, anh Dũng anh làm em phê. Anh Dũng anh làm em phê. Trời ơi, cắt ông tay mà có gì đâu mà phê. Tại chị không biết hết trơn, ảnh có nhiều chiêu, phê lắm. Trời ơi, đàn ông con trai mà biết làm nail hay vậy. Để tính đi Mỹ hay sao vậy? Hả, học người làm nail. Dạ không có. Hồi trước á, mẹ của em bị móng quặp á. Rồi đi ra ngoài tiệm em thấy người ta làm, mỗi lần làm gì mẹ em đau quá. Nên là em học, em làm cho mẹ. Dù sao con cái làm nhẹ nhàng mẹ em đỡ đau hơn. Trời ơi, nghe nói chưa, thấy thương không? Tại vì mẹ bị đau rồi mới đi học để làm cho mẹ khỏi đau. Con Hiếu thấy thương quá. Thôi nha anh Dũng, anh bớt biểu hiện hoàn mỹ đi nha, chứ em chết. Con điên này mê ra vừa vừa thôi mày. Có đau thì nói em nha chị. Ôi, hơn nhau mấy tuổi đâu mà chị em. Cái tên đi cho thân mật. Dũng, Ngân. Dạ. Nè, mai mốt tám móng tay tôi dài có làm giùm không? Dạ, chị yên tâm đi, mai mốt mà trong xóm mình ai mà có gì tay chân cứ kêu em làm miễn phí cho. Trời ơi, còn gì bằng nữa, dễ thương. Hai đứa đang làm gì vậy? Trời, không thấy vậy, nó đang làm móng tay á. Trai cũng biết làm móng tay nữa hả? Ê, tôi kể cái chuyện cho nghe. Nè, người ta rất là có hiếu, người ta thấy má người ta bị cái móng quặp đau quá. Người ta xót cho mẹ, mới đi học làm móng để làm cho mẹ đừng có đau, mà thấy có hiếu không? Ồ, vậy đó hả? Trời, vậy sao không làm cho mẹ đi, làm cho con đa cấp này vậy cưng? Hai đứa này bớt thương xỉa được không? Nè, tôi nói bà nghe, đa cấp này đa cấp nọ gì hả, độ dừa dây chai. Đừng quan tâm đến bạn, anh cứ làm tiếp cho em đi. Nước uống thì bà ơi, hơi nói quên nước uống gì nè. Y như cũ đi. Y như cũ phun. Cái chuyện với Ngân điên này, hồi mắt công ta đánh lộn. Nè sao? Chứ không phải ghen tị là anh Dũng anh làm cho tôi rồi nói năng này nọ hả? Mà móng làm gì ganh tị, thì nó làm cho mày, thì mấy móng nó cũng làm cho tao được, cũng bình thường thôi, có gì đâu. Nè, cà phê đá của bà nè. Ê, kêu cà phê sữa đá làm cà phê đá, cứ vậy hoài. Trời, nó ý lừa. Thôi bà, cái bữa thì bà cà phê sữa đá, cái bữa bà cà phê đá, biết cái nào? 246-533-7-31 ghi vô cái sổ cho nhớ. Dạ, xong rồi đó chị. Ô, cảm ơn Dũng. Dạ. Chị cái gì? Để nói là xin tên đi mà. Dạ, cảm ơn Ngân. Ơ Lộc, xong rồi đó Ngân. Nè, uống gì không? Ừ đúng rồi đó, anh ngồi đây uống cà phê đi. Dạ. Em mời chị dám lấy ly cà phê. Dạ, em cảm ơn, em trễ rồi nên là em có việc xíu. Dạ dạ, dạ. Rồi bữa khác lại uống em ha. Dạ. Ừ, đem cái này vô pha nước chanh lại. Đi nha. Dạ, chào chị em đi. Rồi, ok đi. Bye bye cưng. Bye bye Dũng. Ê, bye Dũng. Ê mỹ nữ, thôi làm quá bà. Ê mỹ nữ, cậu này cậu nói chứ bữa nào trong xóm mình ai cần làm nhu cầu á, qua cậu làm hết á. Được đi luôn nghe. Ủa vậy hả? Nè, mấy chị coi đi, bàn tay em đẹp không? Đâu? Đẹp quá trời đẹp luôn ha. Trời ơi nè. Đẹp không? Ủa, mấy bữa trước không thấy nó sơn cái màu này, thì bữa nay cũng có màu này rồi, có điều. Trời ơi chị không biết, tại mấy chị không có biết. Cái trong cái công ty của em á, quy định á là không có được sơn màu sắc lòe loẹt. Cho nên em chỉ nhờ ảnh cắt da, lấy khóe, rồi sơn chút kim tuyến xương, mà em thấy đẹp quá trời, xuất sắc luôn nè. Cái móng tay có chút xíu ngồi vũa vậy thôi mà nó khen nứt khen nở, đẹp. Đẹp mà. Điên, dễ sợ điên luôn. Trời ơi, tình cái thứ mê trai rồi. Trời, bây giờ cho mà nó cắt cái đổ máu hỏi rồi có đau không em? Không đau, không đau. Trời ơi, tao nói cái dòng mê trai trồi lên tới não rồi là còn gì mà sĩ diện tầm này chị. Đừng có nói như vậy nha. Em đã quyết định rồi. Quyết định gì? Tối nay em sẽ qua phòng ảnh gạo nấu hành cơm. Tới luôn. Điên quá đi bà. Cái tật mê trai tràn lên tới não rồi còn sĩ diện gì tầm này. Cái gì nó cũng làm được hết á. Thôi, tại vì mấy chị không biết cho nên mấy chị hả lo chuyện bao đồng á. Chứ bây giờ phụ nữ của người ta thời đại 4.0 rồi, cho nên là phải quyết chiến, quyết thắng, nhanh, gọn lẹ, bể bầu, cưới gấp. Ôi trời đất ơi, trời ơi. Ở tù. Ủa, mắc mới gì ở tù? Trời ơi, mày hiếp đáp con trai người ta là mày ở tù. Sức, làm gì mà hiếp đáp. Cái này là tự nguyện hai bên đồng ý. Chị có bao giờ thấy mèo mà chê mỡ chưa? Tối nay tôi đã quyết định rồi. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Tôi sẽ quyết tâm đột nhập vào phòng ảnh và mọi chuyện sẽ xong. Làm gì rồi ta? Đứng yên. Gì vậy? Bà khử trùng tôi hả? Cho an toàn.
Ủa, uống cà phê hả? Này nè, khoan uống đi, đi về đi, chút trở lại đi. Tôi đang khử trùng quán. Quán bà có gì đâu, khử trùng sạch sẽ mà. Cho an toàn. Không, khỏi rồi, ngồi đi. Sao hả? Ngồi đây, kể vậy. Nói chung đi, kể chuyện cho dễ dễ. Chuyện gì? Chuyện gì? Ủa, mấy nay không có biết chuyện gì hả? Ủa, có chuyện gì lạ không? Trời ơi, có chuyện gì đâu lạ. Trời ơi, ngoài chuyện mà con Ngân nó nói, nó tuyên bố là nó đi cua thằng Dũng có chuyện lạ. Mà thôi mà bà tôi nói bà nghe, chuyện đó là chuyện yêu đương của mấy đứa nhỏ, đừng có xía vô. Trời ơi, mấy cái chuyện đó ai xía vô làm cái gì? Chuyện này của xóm mình mà không hay biết gì luôn hả? Chuyện gì ở xóm mà tôi không biết. Cái chuyện rất là quan trọng. Chuyện gì? Ở xóm mình. Ờ. Thời gian gần đây, mà khoảng cái giờ nửa đêm á, nghe tiếng động lạ. Mà ngày nào cũng vậy. Trời ơi bà ơi, bà không thấy biết gì luôn á bà ta. Biết sao không? Tại vì á, tôi á, mà nửa đêm đó, con trai tôi ưa gọi điện về lắm. Tại vì bên mình là đêm mà bên đó là ban ngày, thì má con tôi nói chuyện với nhau không để ý gì hết trơn á. Trời ơi, đây, ngay cái cục đất mình ở. Ờ. Cái giả nhà của mình. Ờ. Ủa mà